Sáng nay ngày 6 tháng 6, Triển lãm Quốc tế Sản phẩm Dịch vụ Viễn thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông và Triển lãm Quốc tế Phim và Công nghệ Phát thanh Truyền hình 2019 do Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng nhiều đơn vị có liên quan tổ chức đã khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của nhiều đơn vị kỹ thuật công nghệ, đài phát thanh truyền hình trong và ngoài nước. Triển lãm có 450 đơn vị của 250 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm dịch vụ. Ngoài các sản phẩm công nghệ và dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông đa dạng thì nhiều giải pháp về thiết bị công nghệ phát sóng, giải pháp phần mềm, các công nghệ giải mã, công nghệ 4G, Big Data cũng được các nhà sản xuất mang đến giới thiệu. Bên cạnh đó, đây cũng là nơi để các nhà sản xuất phim trong nước tiếp cận với các nhà sản xuất nước ngoài có nhiều thế mạnh về phim công nghệ truyền hình 4.0, công nghệ kỹ xảo, dịch vụ tiền kỳ, hậu kỳ, xúc tiến các thương vụ về bản quyền truyền hình tiềm năng. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tại Việt Nam hiện có khoảng 30.000 công ty đang hoạt động với 900.000 lao động, tăng trưởng bình quân hơn 20% mỗi năm trong hơn 10 năm qua. Bên cạnh đó, lĩnh vực phát thanh truyền hình trong những năm qua đã thu hút đầu tư ở quy mô lớn và được coi là ngành kinh doanh phát triển nhanh, có xu hướng xã hội hóa cao. Việc đổi mới công nghệ phát thanh truyền hình là xu thế tất yếu trong hoạt động của các đài phát thanh truyền hình và các dịch vụ phát thanh truyền hình trên thế giới đã được Việt Nam triển khai mạnh mẽ.